bệnh cái gì bệnh 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 à, anh đâu có làm ừ. em đâu làm gì ghê vậy ủa em gì mà không ghê móc chút cái đầu người ta đâu phải con cá đâu người ta là con cá mà nó kêu là con cá dẫn đi em đâu rồi trời đi bên này nè đi câu cá chứ còn đi đâu nữa nhanh lên câu cá làng có hồ mà tao có làng câu bên đây mà không ăn sushi hả bên đây mới câu được cá xịn ăn nó mới ngon cá được. Gì xịn trời là chơi đi ui Hà Chi ơi dạ, đây có con dạ. cáo nè có con cáo màu trắng nè Hà Chi cáo trắng cáo gì vậy không biết nữa ui bắt nó đi Hà Chi bắt nó ủa con gì đây con cá mày ra đây vậy sao lỗi vậy bắt nó lại Hà Chi sao lỗi vậy sao lỗi vậy cái gì vậy trời con cáo này màu trắng có màu ống cưa nha ui trời ơi con cáo này nó mới nói chuyện đi đủ đi người đi tại sao lại ở nhà tôi trời ơi xin lỗi nha tới nhầm chỗ rồi đi con cá ủa câu cái gì cũng có ý hai chứ cái con cá này nhìn nó lạ này con cá này bắt đem về khi bán người ta không phải là con cá cho người ta là con cáo cáo tuyết ừ bắt con cá này về đi hai chứ bắt về bán nhiều tiền lắm mà bắt không có được bắt nha tôi mạnh lắm á bảo tồn được cá hiếm nó bắt nó về nó có tiền được cá hiếm vậy đó con cáo à lộn cáo hiếm trời ơi nó lộn rồi đừng có đi câu cá nè bắt nó lại đi hai chơi sao chặn đường của người ta cái tên này con này phải bắt nó về mới được mình bảo ý à thời gian không rồi nó đâu rồi trời cái tên này quậy thiệt sự quá cứ lôi mình ra khỏi nhà hoài dạ rồi đi đừng có kéo người ta nha bây giờ hai chơi phải bắt nó về chơi ơi bắt trời nó cáo hiếm nó cáo hiếm này bảo tồn động vật mà anh muốn bị công an bắt lắm mà công an động vật ha chết bắt con nó về xong công an nó túm cho anh á thôi anh là thôi em chịu trách nhiệm con cáo nha anh không biết gì hết nhau anh đi về đừng anh không liên lụy đến cái con cáo đó đâu cái tên này làm gì á ồ mà với sợ luôn người ta đang ngủ bảo rơi á ủa em gì mà không ghê móc chút cái đầu người ta đâu phải con cá đâu người ta là con cá mà nó kêu là con cá đâu có em móc đâu ông kia móc mà ủa nhà em đẩy anh cho nhỏ xíu vậy nhà người ta chứ lại gì nữa nhìn mà không biết hả mất tiêu tuyết ở ngoài trước rồi tại do nhà em nhỏ quá thôi để đây cho anh cho mấy bạn người tuyết xây lại nhà mới cho em nha cái gì nhà nhỏ quá nhà nhỏ được ơi mất tiêu cái nhà rồi đại đang giúp xây lại nhà mới cho nè trời ơi nhà rộng hơn nè rồi lỡ vô mất nhà người ta sao vậy nha không có quen biết nha đừng có như vậy nha bảo làm gì đâu ấy đâu ê đâu cái này là ai đây. Vậy ngươi là ai vậy à qua anh nè bảo tồn động vật bằng bao nhiêu ca tay cho xây nhà mới lại trời ơi chị là đây là con người hả ngoài trời bạn bè của tôi nó con người nguy hiểm lắm tôi không có thích chơi với con người nha không thích chơi gì trời có làm gì đâu nguy hiểm trời nè cái ông nhà em biến mất rồi xây nhà hả xây nhà cho tôi hả ở đây xây nhà mới cho nè à đào cái này nè đó tên này có vẻ không nguy hiểm lắm để mình coi con tên này làm được cái gì a few moments later ngủ quá trời dậy đây dậy đi nè ui cái gì vậy đang ngủ ui xong rồi đó cửa là cái gì ấy cái này là cái cửa hả ủa sao phải lại? Có cái cửa vậy cái cửa là làm để gì để cho chạm khỏi vô coi nhà coi ôi trong nhà cũng có người tuyết nè đổ bài nó đó ủa cái này là cái gì vậy cái này là cái gì vậy cái đó là cái giường với là cái gì cái giường để ngủ là để ngủ cái gì vậy ừ chỗ đó rồi để ngủ đó đúng rồi đầy đủ cho em luôn á nhưng mà anh này anh ôi trái cây ừ trái cây ngon nha đương nhiên phải ngon rồi anh em nó có mang có nhiều đồ cho lắm nên chỉ có chút xíu đồ thôi anh về đây bye bye ủa đi về vậy hả ừ ủa cẩn thận á nha coi chừng bị bắt á gì kỳ vậy trời chạy gì công nhận là cái con người này cũng được he không có làm hại mình mà còn làm cho mình quen cái nhà bự giờ bự luôn vui quá à, vui thiệt á, giờ không biết sao luôn, hay đi ngủ.
thằng này định xây nhà cho con cá tuyết đó nữa, mày định hướng lại một mình á. Không được, không được rồi, mày phải đi bắt con cá tuyết đó thôi. Con cáo kìa, mày bắt mày hả con cáo? Ấy mày gì vậy? Cái gì mày? Cái con này tao sẽ bắt mày. Vậy sĩ người tuyết đâu xử nó cho ta? Mày đi hả ta tao bắt mày vậy, đem đi bán. Mày đi, cái mày nhanh lên. Cái tên này. À, không ăn thua với ngươi hả? Được thôi, nếu thế thì xem đây. Ui, nó có kỹ năng á, đóng băng rồi. Con cáo đáng ghét. Ngươi chạy. Nó lại dùng cái kỹ năng đáng sợ kia nữa. Cái gì vậy trời? Mày chờ đó, tao quay về tao bắt mày sau. Cái tên này phải là bạn của cái tên hồi nãy không ta? Mà cái tên hồi nãy đâu có như vậy đâu. Mà sao cái tên này không có giống cái tên hồi nãy, mà cái tên này nó cứ sao ấy. Nè, cái vệ sĩ người tiên, cánh nhà cho ta coi. Đang ngủ luôn á trời. Ngủ tiếp thôi. Có ai nhà không vậy? Cấp, cháu có ở nhà không vậy? Trời ơi, cái gì mà ồn vậy? Cấp. Cái gì vậy? Ai tìm tôi? Thấy ai đâu? Quậy tôi hoài luôn á. Không ai ở trong nhà vậy ta? Ủa, anh đâu rồi trời? Xanh vô nhà em, anh không có cửa. Ủa, anh gõ mà. Ủa, nãy anh gọi em đi ra, em có thấy ai đâu. Nè, vậy em làm lại gì đâu? Mở cửa ra. Đâu làm lại rồi, mở cửa ra. Đi ra là anh sẽ đi vô. Nè, qua đây mang cho em tí đồ chơi nè. Ủa mà em tên gì anh? Thấy nữ kêu bé cáo hoài. Cái này cái gì đây? Cái hộp gì đây? À em tên là Nabi. Nabi đó. Nabi á, đó. Ôi trời ơi, mấy cái này là mấy cái gì đây? Đồ chơi đó, đồ chơi đó nè. Lên trên đây nè. Hộp này đồ ăn luôn nè. Hả? Trời, thích quá vậy. Ủa cái này là gắn ở đâu đây? Cái này gắn ở đâu vậy? Anh gắn giùm em quay. Đây cái này là ê, nhặt lại rồi. Nè. Cái này mà là gắn lên tường. Đây. Đồ chơi đồ ăn luôn. Oh my god. Sao nhiều quá vậy nè? Đồ ăn thì mình sẽ để nhiều trong rồi. Đây. Đồ ăn thì mình sẽ để trong đây đây. Đó. Còn Ủa còn cái này là cái gì không? Nguyên một cái hộp gì luôn. Wow. Đúng rồi. Cái này để đâu bây giờ? Anh đặt hai cái này cho em để vô đây đi. Anh đặt nó ra cái một cái hai cái rồi để đi rồi. Wow, đó xinh thiệt nghe. Wow, đẹp quá trời luôn. Để mình sẽ để hai cái này lên trên đây để mình ngủ, tối mà ngủ chung với hai bạn này. Xinh quá à. Ủa vậy là anh này giữ lời nè, đây là đồ chơi của con người hả? Trời cá tuyết chơi mà. Cái này là cái gì vậy? Cái gì? Bông bóng. Bông bóng hả? Gắn đâu vậy? Bông bóng đó là để cầm trên đây á. Không gắn được hả? Đi không đâu gắn em gắn cho cái được. Không gắn được vậy. Đây gắn cho bóng bóng vào. Ê, nhặt lại giùm mi, gắn giùm mi. Hai cái bóng bóng mình phải đặt ở đây 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 từ nó phải được đặt ở trên cao mới đúng. Ừ, đây nè. Ôi dạ. Ôi dạ, dễ thương quá à. Xinh thiệt ha. Tao đã trở lại vì lời hát hướng xưa. Tao đã chuẩn bị giáp kim cương, mũ kim cương, quần kim cương, cung nữa. Thời cơ tới rồi. Bây giờ tao sẽ đi trả thù mày, cái con cáo đáng ghét kia. Tao sẽ bắn mày từ xa. Bây giờ tao sẽ đi thay đồ. Chờ đó, con cáo kìa. A cái gì ơi? Ê, con gì mập đít gì mập thúi vậy? Ai cứu bạn. Ai nó quýnh đâu? Ai chạy. Rồi, tao mà đó. Dạ. Mấy con mập đít. Ai cứu bạn. Ai mấy con mập thúi nó quýnh đâu vậy? Ai là cứu bạn mừng tiếc, em rất là ghét. Em xử nó. Mày tránh xa tôi ra. Ai ai. Ê, con mập đít. Mày nè. Đồ quỷ. Cái con này, sao cái con cáo này nó mạnh dữ vậy? Ta sẽ đóng băng ngươi. Ha 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 ha. Ngươi không thể nào mà đánh được ta nữa đâu. Ê, mày, sao thắng mày, sao mày, 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 mày. Yeah. Ta đã tiêu diệt được gọi là kẻ thù của ta ở con tuyết này. Hơ, kẻ thù xấu xí. Ôi, cảm ơn em cứu anh vậy. Anh tới đây để anh bắt em nữa chứ gì. Hồi sáng giờ tôi rất là hả để ý tới người nghe mấy người ta bắt tôi nữa chứ vậy. À, thì lúc đầu cũng tính là như vậy nhưng mà giờ em cứu anh rồi anh đâu có nợ bắt em nữa. Cái này là con cáo, không phải con cá nha, con không con cáo. Con
Rồi ok con cá. Đúng rồi. Ê lộn, con cáo, con cáo, con cáo, con cáo tí khư dạ. Cảm ơn bà, anh cảm ơn em đã cứu anh nha. À hay à, đừng mà, đừng mà. Ai? Trời ơi, đứng im rồi. Ai à, trời ơi. Ui, hai chị ơi, em ơi. Đi về đi, anh đi về đi. Thì tao không đáng ghét anh đi chứ. Hồi nãy tôi để cho con bạn biết đâu quánh anh luôn rồi. Thôi mà, tha tha. Thôi, bỏ qua cho anh đi mà, anh xin lỗi mà. Về nhà anh chơi đi, coi như là anh nhà anh nhiều đồ chơi lắm. Anh đền bù cho em được không, chịu không, chịu không? Trời ơi, hồi sáng mới giờ hả? Nói là muốn bán người ta, muốn quánh người ta. Bây giờ rủ người ta đi về nhà chơi đồ chơi nha. Dạ, bảo, đồ chơi. Dạ, bảo. Tại sao là quýnh người chạy đi, không ai quýnh người chạy lại hết. Đồ chơi ở nhà anh kêu quá trời coi à. Anh này mới vừa đem đồ chơi cho em rồi. Về nhà anh có nhiều món ngon lắm. Cáo thích ăn cá đúng không? Nhà anh có nhiều sushi lắm. Vậy ăn đi. Ăn đi, ăn đi, anh xin lỗi mà. À, trái cây ở nhà cũng có trái cây, cái gì cũng có hết á. Cho anh, ăn con sâu. Ôi ôi em ơi, ghê quá à. Nói chung á, tôi là một con cáo tuyết đáng yêu của Tefu Mai Quay. Tôi sẽ không giận lâu đâu, ha ha ha. Kệ anh, tôi đi đúng lên rồi, trời rồi. Tôi không thèm. Cảm ơn em, cảm ơn em. Thôi vậy anh đi chung với em nha. Nè nè. Ai, đi vậy luôn, anh đi vô nhà. Nhà của người ta. Phải nói chứ, cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã cứu anh nha. Cảm ơn, cảm ơn. Mày mới không có bắt người ta đó nha. Không thôi người ta không muốn cứu á. Ok, anh nhâm ha sayo. Bye bye. Con quái vật, tiếp đây là con quái vật rất là mạnh đó nha. Ở đây hoài. Quỷ hai chi mà chơi dơ mà cứ bắn mấy con sâu hoài. Cái thằng quỷ sư. Thôi nói chung á là hôm nay á mình cũng đã làm việc tốt rồi á. Trời ơi, anh thấy em có ngoan không? Dạ cũng ngoan đó. Cho nên là mày bắt đem đồ chơi tới nhiều nhiều cho em nha. Bắt đem đồ chơi tới à. Cũng được to nè, cho nó ra đồ chơi nè. Súng bắn con sâu. Này gì vậy? Ôi vừa vậy. Ôi có sâu. Ok cảm ơn anh nha. Là có đồ chơi nữa nè. Anh đi về hả? Thôi về đây. Mày mất chắc em qua bên, bên làng anh chơi nha. Thôi muốn chơi không? Ê, ai bắn cung vậy? Không có bắn đâu. Ê, ai bắn cung vậy? Ai bắn cung? Chờ, tao anh kia bắn chưa chờ. Ai vậy? Nó chỗ mày. Thôi anh về nha. Tôi đã cứu rồi mà không chịu về, lát nữa bị con quái vật kia nó dí nữa rồi. Đừng hỏi tại sao hả? Xui. Ok, bye bye anh. Trời ơi, các bạn ơi, mình làm quen được bạn con người. Nói chung là có hai con người, nhưng mà một con người xấu xí, một con người tốt bụng. Tạo tặng cho mình đồ chơi quá trời luôn. Bắn sâu nè, xịn chưa. Ôi, tự nhiên mấy con sâu này phát sáng. Xịn dạ. Mình sẽ bắn khắp chỗ này luôn. Để mà cái nhà của mình nó sáng lên. Sáng nè, sáng nè, sáng nè. Ok, video clip của mình đến đây là hết. Các bạn cảm thấy nào bị cá tiết của cu tèo, cu tèo để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ mình đi ngủ đây, các bạn nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, xìa xìa. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.